Ngày 16 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Thuận Khánh, Bùi Trọng Tường, đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa, 6001S Nguyễn Sơn Hải, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai chi nhánh Long Khánh, 6002S bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Đây là kết quả từ việc mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai. Bước đầu, công an xác định các đối tượng liên quan đến sai phạm trong công tác nghiệm thu xe cải tạo lại liên quan đến vụ án này. Ngày 5 tháng 5, công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Việt Hồng, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra hành vi nhận hối lộ ông Dương Việt Hồng là giám đốc của cả ba chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm 6001S thành phố Biên Hòa, 6002S thành phố Long Khánh và 6003S huyện Định Quán. Cả ba trung tâm đăng kiểm này đều thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai. Liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm xe cơ giới, vào tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 23 bị can là nhân viên tại hai trung tâm đăng kiểm của tư nhân gồm 6004D phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa và 6005D, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ.